Hello, xin chào mọi người, mình là Dũng đây. Thì hôm nay mình muốn review cho các bạn một cái xe Ranger XLS mà vừa mới up lên phiên bản White Truck và có thêm một số món option khá là xịn sò. Đây, thì cái sản phẩm này bên mình đã hoàn thiện xong và chuẩn bị giao cho anh khách. Thì trên xe này mình đã up lên những món gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết nhé. Đây là phiên bản Ranger XLS 2.2 số tự động màu xanh. Đó. Thì phần đầu xe thì chúng ta cũng không quá nhiều cái sự khác biệt à, cái sự khác biệt đến vào cái phần bên hông xe này các bạn. Đây, các bạn thấy không? Đó, đây là cái phiên bản mà mình đã nâng cấp lên cái bộ mâm. Đây, anh khách này là anh khách cũng chịu chơi nha, nâng cấp lên cái bộ mâm 18 luôn à. Đó, cái trong cái xe giống như là phiên bản Ranger White Truck vậy đó các bạn. À, cái bộ lớp này thì mình cũng đã thay luôn chẩn rồi. Cái lớp này chứ là cái lớp cũng không phải là xịn sò giống như BF Goodfit đâu, nhưng mà cũng là cái dạng lớp gai ha. Cái dạng lớp gai à, then đi mắt sau lưng đó các bạn, lớp gai. Thì chúng ta lên như vậy thì nó ra cái dáng của dòng xe thể thao địa hình hơn. Cái phiên bản XLS thì nó cũng khá là hiền ha. XLS giá của nó cũng rất hợp lý, số tự động chỉ có 650 triệu thôi. Nhưng mà chúng ta lên cả combo giống như vậy thì cũng vài chục triệu thôi, mà chúng ta cũng đã sở hữu một con xe cũng khá là đẳng cấp rồi các bạn. Đó, ngoài ra thì mình cũng đã lên luôn cái bộ tem cho anh khách này. Bên mình là có trung tâm thiết kế những cái tem này luôn. Đó, thì anh khách này đã chọn bộ tem qua Glass. Đó, ha. Bộ tem nó làm cho xe nó ngầu hơn rất là nhiều. Đó. Đây, mình cũng đã ốp luôn những cái mạ gom này. Đây, đây là mình đã tìm những cái ốp mạ gom cho ảnh luôn để mình lắp trên xe. Cái phần này ngày trước nguyên bản là phần nhựa thôi các bạn. Đó, và bốn cái tay nắm cửa này của mình cũng đã tìm những cái ốp mạ gom luôn cho ảnh luôn nè. Đây, ở trong cái xe nó mượt mà hơn rất là nhiều, nó tăng thêm cái sự sang trọng cho xe rất là nhiều. Đó, phần đuôi xe thì một cái chi tiết không thể thiếu, nó làm cho cái xe tăng thêm cái sự off-road và cái thể thao, đó là cái khung thể thao. Đây, khung thể thao off-road. Khung thể thao này thì giá nó cũng mềm thôi các bạn, nó cũng không quá cao đâu. Cái hàng này là cái hàng mà của FBX của mình lựa chọn riêng cho anh khách, không phải hàng của Hammer. Nhưng mà cái chất lượng và cái kiểu dáng của nó cũng khá là đẹp, nó cũng hơi hớm của Hammer á. Xét về giá thành thì nó mềm hơn rất là nhiều so với chúng ta lắp cái loại của Hammer. À, đó, phần đuôi xe, à, đuôi xe ăn tiền ở chỗ bốn cái bộ bánh mâm của White Truck đó các bạn, bốn bánh mâm, bốn cái lớp gai kết hợp cùng với lại cái khung thể thao. Đó, ở phần phía sau này thì mình cũng đã mở luôn cái chức năng camera da. Đây, trên xe mình thì có cái con mắt camera da. Đây, mắt camera trên xe mình thì đã có cái màn hình 8 inch nhưng mà chưa có camera da, thì mình lắp cái con mắt camera da này vô để mình mở tính năng camera da mình sử dụng tích hợp trên màn hình luôn. Ngoài ra thì mình còn lắp thêm cái bốn cái cảm biến này cho khách nữa các bạn. Đó, cái xe này mình trang bị xét về tiện nghi nó cũng khá là đầy đủ luôn cho phiên bản XLS. Đó, với những khách hàng tầm tiền tầm khoảng 700 đổ lại thì chúng ta chơi con XLS này là cũng hợp lý rồi, cũng ngon rồi. Chúng ta thêm một số đồ nữa thì còn gì bằng nữa. Đó các bạn, đây cái khung thể thao cũng khá là xịn sò nha các bạn. Đó, đây thì trên xe mình cũng đã lắp luôn cái nắp quần điện luôn chảnh luôn. Đây, mở cho bạn xem nào. Đó, à, có đèn bên dưới luôn các bạn, đèn bên dưới luôn. Đó, khi mà chúng ta mở thì chúng ta bấm nút trên chìa, nhưng mà ở này chúng ta có nút đóng nhanh. Cái nút này chỉ dành cho việc đóng thôi, cũng rất là ok luôn dành cho phiên bản Ranger XLS. Phần nội thất của Ranger XLS này thì mình cũng đã lên full ghế da cho anh khách này luôn à, mà mình chuyển từ nỉ qua da. Đây, thấy chưa, thấy không? Đó, phần da cũng rất là mượt à, giúp cho chúng ta ngồi sẽ đỡ bị bấm mùi nhiều hơn. Đó,
Nhưng mà trong những cái mà làm tôi thích nhất đó là cái trượt điện này, cái trượt điện băng sau đó, các bạn thấy không đó, mình sẽ trượt về hết đằng trước cho các bạn xem nè. Đó, đây bây giờ mình đã trượt hết về đằng trước, còn chưa được nữa. Đây mình quay góc này cho bạn xem. Đó, cái người ngồi phía sau cũng sẽ cảm thấy rất là thoải mái khi mà chúng ta trượt ngã với cái độ nghiêng giống như vậy. Đây, với độ nghiêng giống như vậy thì chúng ta đi xa thì cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Cho tôi ngồi cái xe này, khi mà đi xa cỡ 5-7 tiếng thì chúng tôi hôm nay cũng sẽ đỡ bị khó chịu hơn, giống như xe mà chúng ta chưa lắp cái trượt điện hàng ghế thứ hai. Cái cơ cấu này thì bên mình lắp có cái thanh dây trượt bằng điện ở dưới đây đó, nó không có làm tăng cái chiều cao của cái đệm ngồi, làm người ngồi cảm thấy không cảm thấy bị khó chịu hay là bị ngợp. Đây, đây là màn hình tấm inch, mình đi theo xe luôn các bạn. Thì trên màn hình tấm inch này mình cũng đã xử lý cái chức năng đó là camera da, tích hợp trên màn hình luôn.